Tiếp tục thì mình sẽ đến với series sinh tồn tập thứ hai. Nhiệm vụ của tập này là mình sẽ phải đi đánh boss Lưu Bang Vương, và kèm theo đó là mình sẽ tạo ra một cái máy nhân bản vật phẩm nhé mọi người. Tất nhiên là sử dụng gian hàng tính năng là dễ nhất rồi tuyết mọi người ạ. Cho nên là thôi tranh thủ kiếm được cái khu băng tuyết khi mà tạo map luôn. Và hiện tại đồ của mình cũng khá là đầy đủ, mình có một giáp với lại một nón vàng đen rồi. Và bây giờ thì hiện tại mình đang ở trên cái khu băng tuyết mọi người ạ. Mình có đến lại khu làng thì thấy cái con Lưu Bang Vương tấn công mình. Thôi kệ đi, mình thử xem là sử dụng cái lửa chạy này có đốt được con Lưu Bang Vương hay không. Nhưng mà có vẻ như là không được mọi người. Nói chung là suy nghĩ kiểu hơi ảo ma. Con này thì mình cứ đánh là cho nó kiểu như là xuống khoảng một tí máu là nó chạy mất mọi người ạ. Thực ra thì các bạn chẳng cần đánh cũng được, tại vì là mình thấy là nó không có hại gì dân làng mình đâu. Cùng lắm thì nó cho dân làng mình đóng băng là mình rã đông thôi mà, chứ dân làng có bị làm sao đâu nhở. Không biết là các bạn có bị mất dân làng bởi cái con này hay không, chứ mình thấy rằng là dân làng chỉ có bị đóng băng thôi, cho nên là mình cũng không có lo lắm ấy. Chả hiểu sao đi ở bãi biển thì mình gặp con Junkrat mọi người. Trời ơi. Và tất nhiên là xử nó luôn thôi. Trang bị hiện tại chẳng có cái vũ khí nào cả. Nhưng mà sao, đánh bằng cái rìu này là cũng ngon. Kiểu như là mất vài sao thôi thì chúng ta cũng được mấy cái sao bù lại. Úi trời, đánh một phát chết luôn con khủng long của mình. Ok, 21 dam có vẻ là hơi lâu ấy nhở. 21 dam thì lâu thật đấy mọi người ạ. Để lùi lại, mình sẽ đổi sang nhân vật là tù trưởng đi, để tăng thêm 10 đam nữa thì nó sẽ nhanh hơn. Ây da, đúng là không có vũ khí, khó chơi thật đấy. Nhưng mà đổi sang tù trưởng thì không nhảy cao được. Úi dồi ôi. À, con này khỏe đấy. Con này tính ra nguy hiểm phết mọi người. Đấy, đụng tí là chết à. 31 đam, ôi, nó được chí mạng nè. Nhưng mà thực ra thì cái độ trâu của nó thì không cao. Nó có cái kỹ năng là nuốt thì hơi ghê thôi. Một hồi thì mình đánh mãi cũng thấy rằng là máu của nó cũng giảm nhanh. Đánh phát nào là chí mạng phát đấy mọi người. Cũng được. Ui lại mất thêm một sao nữa. Cuối cùng mình cũng hạ được rồi. Thì mình cũng lên được khá khá sao, bù lại cho cái số sao mà mình bị chết ngu. Mình sẽ cần phải có một cái vũ khí tầm xa. Thì hiện tại mình đã chế được một cái nỏ rồi. Và mình sẽ ép một cái dòng vô hạn vào thì chúng ta sẽ đánh boss nó dễ dàng hơn. Và cái việc này thì sẽ cần phải có cái tinh thể sáng tạo. Thì kiếm tinh thể sáng tạo ở những cái khu đảo bay thôi. Ép trước ba dòng này, độ bền này, thợ săn động vật này, săn may mắn này cũng được. Chỉ cần đổi cái dòng thợ săn động vật là được. Bây giờ thì ra khu đảo bay nhé mọi người. Khu đảo bay này có rất nhiều cái con sứ đồ hư vô luôn. Ok, bây giờ thì về và ép ngược lại nào. Xem nào, mình sẽ ép vào cái dòng này để thay thế ha. Đây, bắn vô tận đây. Bây giờ thì đi tìm cái con Lưu Bang Vương, nhưng mà ở cái vùng băng tuyết này của mình á, thì lại không thấy con Lưu Bang Vương đâu. Mình đi mãi mà chẳng tìm thấy được luôn đấy. Mặc dù là nó vẫn xuất hiện ở cái khu làng nha, nhưng mà lại không tìm được boss Lưu Bang Vương. Thì cái điều này nó sẽ khiến cho mình như kiểu nếu như mà không hại được con boss ở cái vùng băng tuyết này á, thì nó sẽ luôn đến phá làng thôi mọi người. Rất là khó. Và đây, các bạn thấy rằng là đây là hình như đúng không? Đây là khu vực con boss xuất hiện à? Hình như là chỗ này nè, nhưng mà không thấy đâu cả. Đấy, tức là có nghĩa là cái vùng này không có rồi. Cần phải đổi sang vùng băng tuyết khác. Nhưng mà không sao, con map này thì cũng may là mình tìm được cái vùng băng tuyết thứ hai, cho nên là mình có thể đi đánh được con boss. Đây là cái vùng thứ hai đây. Mình đi mãi nó cũng hơi xa. Thì bây giờ sẽ leo lên trên và đánh con boss Lưu Bang Vương bên này. Chắc là mình sẽ chuyển dân làng sang bên này. Tại vì là nếu như mà mình không có hạ được boss bên kia thì nó sẽ cứ đi quấy rầy cái dân làng của mình thôi. Tức là mỗi vùng đất sẽ có một cái con boss cai quản, mọi người phải hạ được nó thì dân làng của bạn mới an tâm ha, không bị boss tấn công. Trên này khá là cao. Và khi mà mình lên trên thì có vẻ như địa hình nó chưa có xuất hiện đó mọi người. Con boss chưa xuất hiện nè. Cái vùng đất nó đang cập nhật nè, khá là lâu. Do là máy mình cũng yếu cho nên là các bạn cảm thấy rằng nó sẽ hơi lag một tí. Ok, mình sẽ đứng trên cao và sử dụng cái nỏ này bắn từ trên xuống dưới. Như thế này thì an toàn hơn cho mình rất là nhiều. Mình sẽ không bị cái combo này nó tấn công hay là làm cái chiêu thức gì đấy để khiến cho mình bị mất máu. Các bạn thấy không? Khá an toàn. Ngoài cái việc là mình sẽ bị đóng băng ra thôi. Còn lại thì mọi thứ đều ổn cả. Bắn nó sẽ hơi lâu một tí nhưng mà nó an toàn. Nhưng mà thực ra cũng máu đau mọi người. Mình bắn là có phát là cũng năm mấy máu ấy. Chỉ có điều là mình bị đóng băng do là thời tiết nó bị lạnh thôi. Ok, một hồi thì cũng sắp hạ được rồi, còn chút xíu máu nữa thôi. Rồi mình đã hạ được rồi nè. Bây giờ thì nhảy xuống và chúng ta lấy đồ của con boss này thôi. Một cái mặt nạ. Ôi bình thường thì nếu như mà có dòng săn may mắn thì sẽ được
hai hoặc là ba cái mặt nạ, nhưng mà có vẻ mình bị xui mọi người, không có được thêm một cái mặt nạ nào cả, có một cái à. Thôi không sao, có vẫn còn hơn không mọi người. Rồi tiếp đến thì mình quay trở lại khu đền rắn để mình tìm kiếm những cái khối sao lửa này, để mình tạo ra cái gian hàng tính năng ấy, để chúng ta làm cái nơi mà nhân đôi nhân bản ra nhá. Sau khi mà kiếm đủ rồi thì mình sẽ đi nấu những cái viên cái này gọi là sao lửa à, sao gì nhỉ, đã điện hay gì đấy. Ok, cái con ngưu băng vương nó lại tới kìa, nhưng mà kệ nó đi mọi người ạ. À, các bạn lưu ý là dân làng ở đây các bạn phải cho thằng bạn bè nhé, nếu không là nó sẽ đuổi đánh mình đấy. Tại vì mặc dù là rương của mình nhá, mình để ấy, mà dân làng vẫn đánh ảo hoạt đấy. Mình sẽ đi ra xa để tìm kiếm cát, tại vì ra hàng tiên năng thì sẽ cần có thêm cát. Còn cái con boss đi kệ đi các bạn ạ, mình sẽ chẳng đánh nó đâu, tại vì đánh là nó cũng xuất hiện à. Và dân làng mà bị đúng băng thì tí nữa lấy lửa chạy xong rồi mình sẽ hơ lửa lại thôi. Đây, để chế một cái xẻng titan đã, để lấy cho nhanh. Ok, dục cái xẻng đá này đi. Ở bên này hình như có một cái bờ cát nè, để mình qua bên này mình lấy cát. Đây, cát này cũng được mọi người ạ. Nhiều bạn không biết là dùng cát nấu ra thủy tinh như thế nào đúng không? Chúng ta phải cần phải chế ra trước đó mọi người. Mình sẽ lấy nhiều một tí ha, tranh thủ mà, mất công khỏi phải lấy lại. Cái này là cát vàng, có nhiều loại cát đó mọi người. Hai loại cát là sao? Một là cát biển, hai là cát sa mạc. Đấy, bây giờ sẽ nấu ra nè. Mình chế được hai cái gian hàng tinh tăng rồi. Đặt ra trước hai cái ha. Ok, bây giờ thì ném, hiện tại đang là 6 cái gian hàng tinh năng. Và mình đang nhân đôi cái kết tinh tinh năng. Cái này thì để là nguyên liệu để chế tạo ấy, mà mình kiểu như farm không có đủ ấy. Thì chắc chắn là hiện tại cái phiên bản này game vẫn chưa có sửa, cho nên là cố gắng là được ngày nào hay ngày đó mọi người. Dùng được bao nhiêu thì dùng. Và mục đích mình làm cái máy này sớm là mình sẽ cần phải kiểu như là nhân đôi nhiều thứ ra. Ví dụ như là bây giờ ở đây có dân làng đúng không? Mình sẽ cần phải có rất là nhiều cái thịt thỏ chiên ấy. Mà bây giờ chẳng lẽ các bạn kêu mình đi kiếm thỏ rồi săn thỏ các thứ đúng không? Như thế thì nó sẽ rất là lâu. Thay vì đó thì mình sẽ nhân bản mấy cái miếng thịt thỏ trong này ra, có sẵn luôn mà. Hiện tại thì được 12 đĩa thịt thỏ nè. Đấy, bây giờ thì nhân bản này ra và dùng thôi, không cần phải đi chế hay là nấu gì cả mọi người ạ. Như thế nó tiện hơn. Thì ở đây rất là nhiều dân làng mà như dân làng bị đóng băng rồi hay sao á, nhìn đứng yên nào mọi người. Mà hiện tại nó bị lỗi ấy, cho nên là không thấy cục băng đâu cả, đứng chơ ra như kiểu là bất động vậy. Mình sẽ quăng ra ha. Đây, nhân được bao nhiêu? Nhân nhiều không? Ủa? Chưa nhìn thấy nhân ta. Cũng cần phải ném nó chuẩn một tí. Đây, ném phần trên này. Đây rồi, nhân ra rồi nè. Đấy thì nó cũng nhân ra gọi là hơi khó thôi mọi người, chứ không phải là không nhân được nha. Cũng phải ném đi ném lại mấy lần thì mới được đó. Bây giờ là mình có 24 nè. Mình sẽ tạo thêm hai cái gian hàng tính năng nữa nhỉ, là 8 cá cho đủ luôn. Thiếu gì ta? Thiếu vàng à, thiếu sao lửa. Ok, 6 bàn này cũng được. Ném lại nè. Từ đây miễn làm sao mà đủ dư để cho dân làng dùng là được mọi người, mình cũng không có cần nhiều ấy. Đây, đây bạn này bị đóng băng rồi nè. Bạn này đóng băng chắc luôn. Đây bạn này cho được nè. Các bạn thấy cái màu xanh xanh không, cái xương xương ấy, thì bạn này đang bị đóng băng, nhưng mà bởi cái khối băng nó bị lỗi ấy. Công nhận game bây giờ cũng nhiều lỗi ghê ha, sửa hết lỗi này thì có lỗi kia. Ok, còn bạn này nữa. Hiện tại thì hai bạn bị đóng băng rồi. Tí nữa thì mình sẽ sử dụng lửa chạy mình đốt gần cho mấy bạn hồi phục lại ha. Cần phải cho mấy bạn này ăn đó thì chúng ta mới sử dụng rương được mọi người. Chứ nếu không là mấy bạn sẽ quýnh mình đấy. Mặc dù là mình có cái huy hiệu anh hùng rồi nha, nhưng mà mấy bạn tấn công là vẫn tấn công đó, nên là anh em cẩn thận. Ok, thì hiện tại là mình tập này mình đánh được boss Ngưu Băng Vương rồi nè. Và mình có được cái gian hàng tính năng để có thể nhân bản rồi nè. Mặc dù nó hơi khó khăn một tí, nhưng mà cũng ok. Đấy, cũng nhân bản đã được cái sao lực lửa nè. Ấy, bấm nhầm. Đây, có thêm sao lửa rực này, chế nốt hai cái bản tính năng còn lại. Tạo nhiều ra một tí. 45. Ổn rồi đó, 51 nè, chế được thêm hai bản nữa. Đâu ta phần nào nhỉ? Kiến trúc. Kiến trúc đúng rồi. Hai gian hàng thôi. Hồi xưa thì cứ ném một cái có thể nhân bản ra nhiều, nhưng bây giờ phải cầm nhiều mới nhân bản ra được mọi người ạ. Đấy, bây giờ thì chúng ta có thể nhân ra được quá trời qua đất luôn. Ok, chắc là mình sẽ xin dừng clip ở đây ha. Cảm ơn các bạn theo dõi. Bye bye.